Sự phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ của thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2022 sau tác động của làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư có ý nghĩa đặc biệt, kiến tạo nền tảng cho thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu, thực hiện mục tiêu kế hoạch 5 năm từ năm 2020 đến năm 2025, tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế xã hội đối với cả nước. Sự phục hồi nhanh và khá toàn diện thể hiện trên tất cả các mặt, tổng sản phẩm trên địa bàn, GRDP tăng trên 9%, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 49,5 tỷ đô la Mỹ, tăng trên 10%, thu ngân sách vượt dự toán 22%, thu hút đầu tư nước ngoài FDI đứng đầu cả nước. Mặc dù kinh tế phục hồi và tốc độ phát triển tăng nhanh trở lại, nhưng nhịp độ phát triển của thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh, năng lực cạnh tranh quốc tế còn thấp, môi trường đầu tư chậm cải thiện. Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang đối diện với nhiều khó khăn thách thức. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã nghiêm túc nhìn nhận nhiều chủ trương, nhiệm vụ đã được tập trung chỉ đạo, nhưng kết quả vẫn đạt thấp như giải ngân vốn đầu tư công và công tác quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, các chương trình giảm ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường, phát triển nhà ở xã hội còn nhiều vướng mắc. Nhiều vấn đề mới phát sinh liên quan đến thị trường tài chính, tiền tệ, chứng khoán, trái phiếu, bất động sản, cung ứng xăng dầu, nguyên liệu đầu vào cho sản xuất, đang đối diện với không ít khó khăn. Thực tiễn đang đòi hỏi những điểm nghẽn của thành phố Hồ Chí Minh cần được tháo gỡ nhanh trong bối cảnh có nhiều sức ép cả bên ngoài và bên trong. Với quyết tâm chính trị cao, đồng chí Nguyễn Văn Nên chia sẻ sẽ sẵn sàng đề nghị Trung ương cho phép thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thí điểm các cơ chế đặc thù và hy vọng sẽ được Quốc hội nghiên cứu cho chủ trương vào thời gian tới. Cơ sở chính trị quan trọng, tạo lực đẩy lớn về cơ chế cho thành phố Hồ Chí Minh, đó là Bộ Chính trị thống nhất ban hành nghị quyết mới thay thế nghị quyết 16 NQ trên TW của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, mục tiêu đến năm 2030, thành phố Hồ Chí Minh sẽ là thành phố dịch vụ công nghiệp hiện đại, đầu tàu kinh tế số, xã hội số, là trung tâm kinh tế tài chính thương mại, khoa học công nghệ, văn hóa của khu vực Đông Nam Á và hội nhập quốc tế sâu rộng. Đến năm 2045, thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm kinh tế tài chính dịch vụ của châu Á, kinh tế văn hóa phát triển đặc sắc, là điểm đến hấp dẫn toàn cầu, chất lượng cuộc sống cao, là đô thị phát triển ngang tầm các đô thị lớn trên thế giới. Bộ Chính trị thống nhất cho thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thí điểm chính sách đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển và để biến chủ trương thành hành động, nghị quyết của Bộ Chính trị cần được thể chế hóa, trong đó cần tạo sự chủ động nhiều hơn nữa cho thành phố Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực quản lý đầu tư, tài chính ngân sách, quản lý đô thị, tài nguyên môi trường, văn hóa xã hội, tổ chức bộ máy, phân cấp phân quyền một cách rõ ràng, rành mạch, khắc phục cơ chế xin cho cùng với những vướng mắc chung do tình trạng chồng chéo, xung đột pháp lý. Trong mọi hoàn cảnh, điều kiện cụ thể, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh luôn vì cả nước cùng cả nước, luôn sáng tạo, đi tiên phong tháo gỡ khó khăn, tìm tòi cách thức mới, không bảo thủ rập khuôn, máy móc, không chấp nhận trì trệ. Đó là truyền thống tốt đẹp, đầy tự hào, là sức sống của thành phố anh hùng, thành phố mang tên Bác. Truyền thống ấy nhất định sẽ được phát huy trong giai đoạn phát triển mới. Với tất cả kỳ vọng, nghị quyết mới của Bộ Chính trị về thành phố Hồ Chí Minh cùng với những cơ chế chính sách phù hợp tạo nên những hiệu ứng mới, thôi thúc khát vọng đưa thành phố Hồ Chí Minh phát triển mạnh mẽ, xứng tầm.